Ngọc xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị một căn nhà với diện tích 52m², thiết kế 4 tầng có sân cổng riêng thì thiết kế như thế nào. Với căn nhà này vị trí thuộc 292 phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngõ trước nhà 2m, cách với lại trục đường ô tô đi lại được khoảng tầm 150m. Với thiết kế của ngôi nhà này 4 tầng xây mới hoàn toàn, diện tích rất là rộng. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mặt tiền của ngôi nhà 4m8 và chiều dài của ngôi nhà thì lát nữa nếu như quý khách hàng nào quan tâm, nó sẽ gửi sổ trực tiếp cho quý vị nhé, để quý vị có thể xem thực tế sổ. Còn cái căn nhà này thì không bị lỗi phong thủy, không đường đâm, không top hậu quý vị nha, không gần đình chùa miếu mạo. Đây là cái phần Ngọc Ánh đang đứng, là sân riêng của ngôi nhà. Thì chủ nhà thiết kế cho quý vị tương đối là rộng rãi để quý vị có thể để xe, chế biến đồ tươi sống ở đây, rất là hợp lý. Với cái phần cổng riêng thì có cái cửa sắt riêng, cửa sắt sơn tĩnh điện. Với vị trí này thì gần với gì ạ? Gần nhất là chợ Hà Đông, gần cầu đen, cầu trắng, gần với bệnh viện Quân y 103, bệnh viện Ca Tân Triều, bệnh viện Bỏng Quốc gia. Và với cái thiết kế ngôi nhà, ngoài cái phần sân cổng riêng, thiết kế gạch riêng, đây, tam cấp đi lên trên này, bậc tam cấp, và thiết kế của ngôi nhà, cửa chính của ngôi nhà là cửa gỗ quý vị nha. Mời quý vị theo em vào khám phá phần phòng tầng 1 của ngôi nhà. Ngoài đang đứng ở đây là phần phòng, không gian phòng khách. Toàn bộ phần phòng khách đã được hoàn thiện chỉnh chu xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60. Với cái căn nhà này thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được luôn. Giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần bình luận miêu tả quý vị nhé. Quý vị muốn xem giá bán thì bấm vào thực tế cho Ngọc Ánh. Sổ đỏ tất nhiên luôn luôn chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Từ vị trí ngôi nhà này cách với lại chợ Hà Đông nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 800m thôi. Gần cầu đen cầu trắng, nói chung với căn nhà này, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, rất là gần với chợ Hà Đông, cho quý vị có thể, quý vị nào mà muốn đường to, muốn diện tích rộng gần với vị trí đấy thì có thể liên hệ ngay trực tiếp với lại Ngọc Ánh. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Đây là cái phần kệ tivi chủ nhà lắp đặt sẵn cho mình rồi. Ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách thì chủ nhà lắp cho mình một vách CNC rất là hợp lý. Đây là cái phần không gian phòng bếp thưa quý vị. Toàn bộ cái phần tủ bếp thì gần như là đã xong hết cho quý vị rồi. Xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt xong xuôi. Căn nhà này chỉ việc xách vali về và ở ngay. Phần phòng khách cũng như phòng bếp đều được chủ nhà thiết kế hệ thống trần thạch cao, lắp cho phòng khách riêng, phòng bếp riêng, mỗi bên một chiếc quạt trần quý vị nhé. Ngoài ra tầng 1 phòng khách, phòng bếp thì thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 ạ. Với cái vị trí ngôi nhà này thì đi lại giao thông tương đối là thuận tiện, cũng như là về cái diện tích thì rất nhiều quý khách hàng thích. Mặt tiền rộng này, diện tích rộng này, đó, thiết kế tương đối là hợp lý. Với cái phần cầu thang đi lên, đây mọi người có thể nhìn thực tế, rất là rộng. Với mặt bậc của bậc cầu thang thì ở đây là ốp đá tự nhiên cũng như là cố trắng. Với phần hoàn thiện tay vịn cầu thang thì ở đây thiết kế toàn bộ là gỗ cho quý vị. Và sau đây, ngoài xin mời quý vị lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà 52m này ra sao. Và quý vị ơi, Ngọc Ánh đang đứng ở phía tầng 2 của ngôi nhà. Trên phía tầng 2 thiết kế cho quý vị như sau. Hành lang giữa tương đối là rộng, thiết kế hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Đây, phòng ngủ đầu tiên thiết kế rất là rộng, gạch 60-60 vân đá, hệ thống trần thạch cao, cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ hết. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Đó, hành lang đi vào 1m2 giữa hai phòng. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên ngoài. Căn nhà này thì còn một chút chút về cái phần hoàn thiện dọn dẹp vệ sinh nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Ban công mở hướng ra phía bên ngoài đây. Xung quanh dân cư hàng xóm đông đúc thân thiện. Nói chung với cái căn nhà này thì vị trí đi lại tiện, hàng xóm đông đúc, khu dân cư đông đúc, trung tâm của quận Hà Đông. Đây, phòng phòng, tất cả các phòng đều thiết kế hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ cũng như hệ thống trần thạch cao cho quý vị xong hết rồi. Phòng vệ sinh sử dụng ở giữa cho hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng vệ sinh nha quý vị. Đây, hệ thống trần thạch cao này, lavabo này, bồn cầu liền khối. Ở đây thì sử dụng nước sạch hết cả rồi quý vị nha, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và với phần tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, hai phòng trước và sau. Như vậy, lên trên phía tầng 3 chúng ta có 4 phòng ngủ riêng. Đây,
Các phòng ngủ ở phía bên ngoài đều có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Hướng nhà, Ngọc Ánh xin nhắc lại, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Diện tích sổ đỏ của căn nhà này 52m2. Cửa thông phòng đây, hành lang đi vào giữa hai phòng rất là rộng. Đây, phòng ngủ ở phía bên trong, cửa sổ ở phía bên hông, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều được lắp đặt cho quý vị. Xong xuôi, đầy đủ, dọn đồ về ở ngay. Đó, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, sổ đỏ luôn luôn chuẩn chỉnh quý vị nhé. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng trước và sau ạ. Đây, bồn cầu, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, lavabo bàn đá. Đó, nói chung là đầy đủ chỉn chu, tất cả các phòng vệ sinh đều được chủ ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, tương đối là sạch sẽ. Mời quý vị theo em lên tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Và quý vị ơi, Ngọc Ánh đang đứng ở đây, tầng 4 của ngôi nhà. Trên tầng 4, thiết kế cho quý vị một ô giếng trời cực kỳ là thoáng, ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, tầng 4 để đây cho quý vị phần để máy giặt. Đây, công năng sử dụng riêng. Tiếp theo, tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng thờ riêng. Thực ra, cái phòng này thiết kế riêng, quý vị có thể là phòng thờ, phòng làm việc. Công năng sử dụng thì tùy thuộc vào mỗi một hộ gia đình. Đây là Ngọc Ánh review theo cảm quan cá nhân. Đó, tất cả các phòng ánh sáng đều rất là tự nhiên vào trong không gian phòng. Phần còn lại, sân phơi thì đây, tương đối là rộng. Căn nhà này đổ trần full 4 tầng mọi người nhé. Đó, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về ngôi nhà tại Hà Trì 2, Hà Cầu, Hà Đông này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hóa 0888041414. Ngọc Ánh chỉ sử dụng duy nhất hai số điện thoại này thôi, cho nên quý vị cứ gọi một trong hai là Ngọc Ánh sẽ nghe và tư vấn cho quý vị hoàn toàn miễn phí, đi xem nhà miễn phí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.